Ok, bắt đầu hả? Rồi, ở đây là một cái bài nói về day, my day. Thì trước hết là chúng ta fill in the blanks. And then mình sẽ chuyển nó sang cái dạng she it để có được những động từ dây thêm s or es. So nếu như have, mình chuyển thành Yes. has. Ok, get up and get some, huh? Is thì không có gì đúng không hả? Go, goes, goes. Các bạn nhớ goes chứ không phải là girls hay gì đấy các bạn hay nói hả? Goes, clean. Bây giờ bạn phát âm chữ clean với chữ s thành là một âm z sound, nhớ hả? Cleans. Check, check. Giống như chữ book, book không chứ mình trong cái video mình có rồi đó. Work là để text. Get thì có rồi, arrive. 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 Yeah. Sound. Z ở đây á. Sound. Watch. Watches. Yeah, watches. So he or she watches. Crush. Crush. Crushes. Tận cùng là SE, mình cộng nữa nó phát âm sh. Yeah, crushes. Người Việt cô, người Việt ở miền Nam thì lúc nào cũng sờ cả, cho nên cái này mình phát âm sai đây. À, ví dụ như là sáng, buổi sáng hay là buổi sương, nhưng mình cứ sáng, sương à, cho nên là về chỉ sờ không rồi, mình bị lỗi ở chữ này à, cho nên mình dùng English, mình phát âm English, English. So, crush, crush. À, tại vì bạn nghe thầy nói rõ mồn một như thế này bởi vì lý do sao chúng ta đang practice được mà cần làm như vậy, nhưng khi nói thì nó nhẹ nhàng hơn chứ không có quá nặng hả. So, bây giờ chúng ta nhớ những cái động từ này phải lên đây hoặc là cái nội dung simple này chúng ta có thể đoán được cái từ every day I get up at half past six. First, I go to the kitchen and take tap. Phải không? Phải take không nhỉ? Khi mà nói mình uống, mình ăn thì thông thường mình dùng động từ have. Yeah, động từ have. So, and have a cup of tea and toast for breakfast. Khi chúng ta nói các bạn ăn cái gì đó, uống cái gì đó do một bữa ăn nó dùng chữ before rồi chữ sau. So, have a cup of tea and toast for breakfast. Then I go to the bathroom. 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 And brush my teeth. My teeth. Yes. After that, I get dressed có nghĩa là thay quần áo, thay đồ. Get dressed. Brush my hair. Giờ động từ brush bạn có thể dùng hai trường hợp ở đây. Nhưng trong bài của mình thì cái người hay dùng chữ clean. Đánh răng, người dùng chữ clean được luôn các bạn. Rồi, một số cái từ cho bạn ta hiểu. À, nói đến hair thì bạn dùng cái brush bởi vì bạn thấy cái lược chải đầu bây giờ mà nữ nó có cái dạng như cái bàn chải đó, kéo. Tôi nó gọi là brush hoặc cái hair brush. À. Rồi chúng ta có thể có cái chữ cho bạn chải răng nó gọi là toothbrush. Bằng chải cái lược chải đầu mà cái dạng cái bằng chải gọi là hair brush à, thì động từ mình sử dụng cho cái này có thể là chữ brush dùng được à. So, hair brush, tooth brush gì đó hả? Nó đều sử dụng. Còn à, ok, còn một chữ nữa đó là chữ comb, cũng là
hon cũng là một cái lược, cái lược mà dài có răng thì là hon ở đây, cái lược cái đầu. So thì bạn thấy là khi để mà thì anh có một số chuẩn như vậy. Ở đây mình ôn tập lại những kiến thức cơ bản hàng ngày mình sử dụng. Tuy nhiên thì okay, so tooth brush, hair brush, right, brush. Những chữ mà bạn phải sử dụng được. Tự động. Yeah, so vậy thì trong trường hợp chúng ta phải dùng là brush my hair or brush my teeth. Trong đây thì cái nếu mà bạn dùng động từ mà yêu cho bên dưới mình dùng clean được. After, oh sorry, at 7:30, I go to work. Yes, những động từ mà quen thuộc không áp dụng được. Go to work. I take the bus. Yeah, to Kapramata. It's a long way from home. It is. Yeah, nó thì rất là xa. Nhà của tôi. It is a long way from home. Kapramata với nhà của tôi rất là xa. Yeah, so you want it is a long way from home. Yes, that's right. It is. I at work. Study. Yes, I arrive. I arrive at work. Right. I arrive at work. Đến nơi làm việc. Arrive at. Động từ arrive có hai cái giới từ at or in. Khi mà nói bạn đến một khu vực lớn, tức là bạn đã có mặt ở đó, bạn dùng chữ nhà. Nhưng mà đến cái chỗ nhỏ nhỏ thôi, một cái địa chỉ hay một cái gì đó nhỏ, một cửa hàng, một sân bay, một cái đại học viết, thì dùng chữ app nhỏ hơn. So, I arrive at work at 10 to 8. At 12 o'clock, I have lunch. Yeah, đó là bữa ăn lunch, là bữa ăn trưa này. Lunch. And at 4 o'clock, I go home. Yeah, so, có một số điểm ở đây mình nói với các bạn luôn. Chúng ta vừa nói chữ arrive. At or in. Yeah, bạn nói chữ go home or get home. Khi mà nó go home, go tức là rời khỏi một nơi, bạn đi đến một nơi khác. Mà nó go home là từ nhà bạn đi, đi về. Sorry, từ chỗ làm bạn đi về. Bạn go home, từ trường học bạn đi về nhà bạn go home. Nhưng khi mà nó bạn get home, có nghĩa là đã đến nhà. I arrive home. So get home. Oh, I get home already. No, I don't want to go out now. Ví dụ ai đó gọi, ơ, rảnh không, ra ngoài đi làm về ghé vô chỗ quán gì đó là ăn cháo vịt. Nhưng mà khi bạn nói, I get home already, I don't want to go out now. Tức là, tôi đến nhà rồi, về đến nhà, chung một nhà tắm rửa, không muốn đi ra ngoài nữa. Bạn dùng chữ get home, không dùng go home. Mà đó là cái cách chúng ta dùng như vậy, thì là arrive home. So, đọc chữ arrive, đúng là nói là arrive at, trong một cái điểm nhỏ thôi. Nhưng bạn nói arrive, yeah. A city, a country, a town, a big area. Ví dụ, I arrived in Ho Chi Minh City, I arrived in Hanoi. Đến, có mặt ở Hà Nội rồi. Nhưng nói arrive at, có thể là một hotel, một cái restaurant, một cái airport, or một cái shopping center. Okay, so. Okay, so here mình sẽ nói là at 4 o'clock I go home or get home. Chỗ này cũng được. Nếu mà bình thường trong cái nội dung bài này là một cái bài listening, cho nên là mình phải nghe, mình điền, nghe mà nó
At 7 o'clock, I have dinner with my family, and then we watch TV. Yes, and at a quarter past 11, I go to bed. That's right. At a quarter past 11, I go to bed. A quarter là một phần tư. A quarter. Một phần tư của giờ tức là tương đương với 15 phút trong cái cách nói giờ. A quarter khi nói về year tức là cái quý của các bạn khi đi làm. Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 đã thanh toán, quyết toán trong theo từng quý. So, vậy trong một năm mình có thể có tháng này, mình sẽ có quý này, hay là có 6 tháng, tức là theo cái vài annual, 6 tháng một lần, nửa năm. Rồi đến tới cái gì rồi. So, vậy thì cái đó là cách dùng từ. Để nói luôn cho bạn tìm hơi bị lăn tăn, hãy nhìn thấy các bạn không biết vài annual là cái gì. Hay là hay, không biết cái nào đó. Boy annual, tức là nửa năm. Ok, còn cái nữa các bạn. Tức là chữ fortnight là hai tuần. Sáu tháng tức là chia năm bằng hai, nhưng mà fortnight là chia tháng bằng hai. Vậy thì có 2 tuần, còn đây là tương đương với 6 tháng. Right, so some words we talked about. Mình ôn tập nhưng mà nó lòi ra những cái chúng ta có thể học thêm được, chúng ta review lại luôn. Okay, so ai giúp thầy tập và phát âm là cho cái cô này là she, không phải là he. Bởi vì cô phải chải đầu. Nếu như khi thì không có chải đầu. Bởi vì thường thanh niên cắt tóc ngắn, nó buốt cái xong rồi nên mình dùng từ comb here, cô này là cô ấy. Vậy thì mình sẽ thay đổi cái động từ, các cái chủng từ cho phù hợp khi mình làm với chủ ngữ she. Mỗi bạn phải làm một câu nhé. Yes, so câu đầu tiên này, Miss Nga câu đầu tiên thôi. Every day she gets up at half past six. Lúc 6 giờ đúng không? Miss Nga tiếp theo. Kitchen and a cup of tea and stop for a restaurant. For breakfast, okay. So first she goes. At first she goes to the kitchen and has a cup of tea and toast for breakfast. Then she goes to the bathroom and cleans her teeth. Okay, and cleans her teeth. Alright, good. You said it's right. No problem. You said it's right. So then she goes to the bathroom and cleans her teeth. Chứ không phải là she cleans my teeth. Tức là từ lúc tôi hạ họng cho cô ấy đó. Yes. So lúc đó là mình khi nếu mình dùng mà vẫn giữ nguyên cái chữ này tức là nó có nghĩa như vậy, tức là cái đó nó rất là buồn cười. Là nếu mà ai nghe mình nói sai cái đó là nó sạc việc là nó sẽ được ngoài người rồi, bởi vì dùng nhầm thôi, dùng sai cái yếu tố được câu rồi. Hải. After that, I get rest. After that, yes, rest and brush my. Her hair. She thì sao nhỉ? Động từ brush.
brushes. Brushes. Thì nghĩa là bạn phát âm là brushes. Crushes. Yes. So, cái âm này nó là what is? Crushes. Alright, so, get dressed. Để chúng ta word cái cục này, có những cái chữ rất là khó. Get dressed. Cái âm S-E-D này, chúng ta có âm giống như là một cái âm S-T. Dressed. She texts the bus to Cabramatta. Yeah, Miss Jan. It is a long way from home. All right, good. Where is Miss Jan? She arrives at work at 10 to 8. All right, good, Miss Jan. After a long, she had lunch. And ask for a lot. Say yes, from. All right. So this can help you. A rock. No, no, I'll help you. At 4 o'clock. At 4 o'clock. At 12. Number 12. 12. Yes. Very good. At 12 o'clock, she has lunch, and at 4 o'clock, she gets home. All right, good. Let's do it. At 7 o'clock, she has dinner with her family, and then with them. They watch. Watch is TV. They watch yourself. Okay, yep. And then they watch TV. Alright, good. Hi. At a water bus 11. She goes to bed. She goes to bed at a quarter past eleven. Có hai cái từ past là
mình đọc là sao? Cái âm cuối là sao? Tại okay. Là không thể. Yeah, SD giống như chữ dressed lúc nãy bạn nói các bạn. Đó là những cái âm tương tự của SD. Best. Best. Đó thầy đọc cái hơi, thầy hơi Mỹ hả? Nếu mà anh nó đọc là pause. At a quarter past 11. Những cái này anh với Mỹ nó hơi nhập nhằng. Chỉ kiểu sao chúng ta đọc việc pause và chữ test đều ok. Nhưng mà cái âm cuối là cái quan trọng. Tiếng Việt là không âm cuối nhưng mà test không âm thật là coi như người ta không hiểu được. Mà khi có âm phía sau này đặc biệt thì bạn nói nhanh với chúng ta thì người ta lại càng không hiểu. So, mình phải practice theo cái từ này để nó rõ từ đó trước rồi sau đó mới dịch lại. Ok. Bây giờ đó là những cái từ mình có trong đây. Bạn hãy nghĩ đến một cái người nào đó bịa ra cũng được. Nó we don't need to have a real person say 3 bốn câu 3 or 4 sentences about him or her. Write on the book? No, speak. Speaking, not writing class. See on my mind. Yes, that's right. Lam usually gets up at 5 o'clock in the morning and he has breakfast. Then he takes a shower, for example. Then he takes a shower. After that, he goes to work at 6:30. Đó là ví dụ vậy xong rồi đó. Lâm thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng, tắm rửa, rồi đi làm lúc 6:30. Thế trong vòng tiếng rưỡi anh ta làm một số công việc đó. Bạn hãy nghĩ cho một người. Có thể là bạn dùng cái ý khác. Nơi làm việc, làm xong bắt đầu làm việc rồi về nhà, ví dụ cũng được. Và nhớ cái phát âm. Cái khó ở chỗ này là khi bạn vừa nghĩ là idea sẽ nên dùng tiếng Anh để nói ra. Bắt đầu từ bằng tiền đi ha. Thì những nếu chưa sẵn sàng thì có thể chờ. Sẵn sàng chưa? Yes, alright, good. My mother usually gets up at 5 a.m. Okay. After that, she gets she go to the kitchen. She goes to the kitchen. She prepare breakfast for my family. That's it. Yeah. And at 7 o'clock, she goes to the market. Yes. Okay. Good. Nhưng mà có cái chỗ mà dùng after that chưa có chữ first thì nó không có after that. Yeah. Get up. Là get up và làm cái gì đó rồi mới sau đó. Chứ nó làm cái gì rồi sau đó. Nhưng mà tại vì mới get up xong sau đó thì chưa có hợp lý bởi vì mình không có cái nào hồi trước. Bởi vì get up là không có plan. Đúng không? Mình không nghĩ là mình sẽ làm trước, không có thực hiện cái nào hồi trước. Mà get up là một cái natural, tự nhiên thôi. Alright, so Trang. Yeah. Okay, yeah, Miss Nga, ready? My colleague. Yeah, my colleague. My colleague. Yeah, colleague. Usually get up at 7 a.m. Okay, get up at 7 a.m. After that, she have something for breakfast and goes to the work. Go to work. I don't go to the work. Go to work. Okay. Yeah. Anything else? No. Alright, good. This guy. I talk about my friend. My friend. Okay. Her name is Lam. Good. Every day she gets up in the 5:30. She gets up at 5:30, yes. 5:30. Of course, she goes to the bathroom. Alright, go to the bathroom. Yeah.
feel clean. Brushes. Okay. Yes, good. She goes to the market for food. Yes, of course. Ten, see, again, home. Have in the restaurant. Ask her. In 7:30, she goes to work. Go to work. Go to work. Yeah, then she goes to work. Yeah. Say arrives. Work. At work. She arrives at work. At work. In 6:50. At 6:50. 6:50. Okay. Start work. Yes. In 7. At 7. At 7. Yes. Yeah, okay. Right. So, this is do it again. Every. Yes, sau khi mình nói với cái đó nó chậm mà để điều khiển được vị trí mỗi lần một cái lần, và đặc biệt là bây giờ có thói quen là in a hay dùng chữ at cho cái time thì mình lại dùng in a, nó hơi bị trở ngại. Sau cái vấn đề đó thì mình nói là chữ at 7 o'clock, at 6:50, at 9, or at 7:30, ví dụ chữ at cộng một cái time. Okay, and chữ then. Then she goes to the market. Yeah. Sau đó cô lấy đi chợ để mua đồ ăn. She goes to the market for food. Yeah. Yes. Nam Phương. I talk about Hải. Okay, good. Có người mẫu để làm việc luôn hả? Every day, I get up. 5 o'clock. Okay. Brushes his teeth. He goes exercise. He does morning exercise. Tập thể dục buổi sáng. He goes to bathroom and he had breakfast. At half past 7, he goes to work. Yes, at 7:30 he goes to work. All right, good. Yeah, Jack, ready? Yeah, okay. I talk about my sister. Yeah. At 9 o'clock,
Okay. Em nghĩ đây. Hả? Chen. Okay. Simple là ghi ra xong bây giờ học thôi. Yeah. Đọc nhưng mà theo cái hướng nói chuyện thì cái là bơm. Okay. Yep. Every day my mother gets up at 4:30. Okay. First she cleans her teeth. Then she cooks. Soy meal. The chicken. Sữa đậu nành đúng không? In the kitchen. Hết biết, ok. 5 giờ để bán. Ok, yep, no problem. Is có thể nói là she start opens to sell soy ok, chữ này chúng ta không phải dùng động từ mà mình phải dùng như là start to open cũng được, mà start open là những cái cụm từ nó đi chung với nhau theo cái kiểu nó bắt đầu mở cửa, anh nói dùng như là open to begin không thầy? Yes, nhưng begin phải là opening hay là theo trong trường hợp tiếng start nó đơn giản hơn, nó dễ dùng hơn là nó có thể đi với một đánh từ rồi thành lập cái tiếp theo. À, đấy, giờ mình nói cái cách như vậy, all right. And còn ai chưa nhận được xong nữa rồi. So, một cái simple để ta nói về cái activities. Em chưa đó không? Em chưa ba rồi đó. Ok. Không phải là mà Nam Phương nói về em mà là em cũng chưa nói, vậy thì nói đi. Vậy em nói gì không? Ok. My sister is Nam Phương. She breast cup at 5 o'clock. First, she she clean her teeth and has breakfast at 7 a.m. Okay. Then she go to work. Bye bye. She goes to work. Bye bye. She goes. 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 Yes, she goes to work. Bye bye. Goes to work. Bye bye. In the evening, she gets home and prepare for study is my last. In the class. In the class. Okay. In the evening, she gets home and prepares to go to the English class. English class. Nó rõ ràng hơn là class. Class gì? In my class, nó không biết class gì luôn. So then she hang out with me. Okay, yeah, học xong rồi đi chơi đúng không? And then we hang out. Hai người mình. Yeah, we then we hang out. Tức là ta đi chơi với nhau. Động từ hang out là đi chơi chứ không phải go playing mà là đi chơi hang out, tức là kéo nhau đi ra đường đi dạo hay là ngồi quán ở chat tán gẫu á, nó dùng kiểu hang out. Hang out. Hang out. Hang out. Chứ bây giờ, chứ là hang out là nó là tạm biểu hả? Out. Hang out.
hang. Hang. Yes. Hang out. Âm này nó giống như âm ng tiếng Việt của mình thôi. Đúng không? Nhưng mà nó phát âm rùa, nó phát ơ, còn mình tiếng Việt cũng có phát, cho nên là mình không nghe. Đó, hang out. Hang out. Yeah. We hang out. Nhưng mà I hang out. Sorry. She hangs out. Hangs out. So, yes, so, alright, yes, that's something. Now, buổi, một cái buổi thì đang set up, nghĩa là cứ mình vô, mình ngồi lại, mình nói tới 7 giờ, nói gì cũng được hết. Xong đó mới qua bài, à, để chúng ta review là, đặc biệt là cái phát âm của mình nữa. Vì là khi bạn nói thì nghe thì sửa là bạn. Thật ra là cái điều tốt nhất là khi này các bạn, khi mà thầy nói là cái từ nào mà nó xuất hiện. Từ nhà ca là từ điển, cách phát âm. Mình thầy mở từ điển các bạn thấy. Thì các bạn sẽ dùng nó để tra cái từ nào phát âm. Dictionary.cambridge.org Dictionary.cambridge.org. Bạn về bạn thấy tra được ở trên điện thoại cũng xài được nữa. Nhưng mà phải có connection trên internet. Có nó kết internet thì bạn tra lên nó sẽ giúp cho mình cái phát âm này. Dù mà có problem phát âm gì đó ghi chú lại về nhà làm ta có. Và bạn người đọc đi đọc lại thật là nhiều lần hang thì bạn sẽ biết được cái cách phát âm của nó, rồi đồng thời bạn đọc nhiều lần bạn nhớ thành thói quen luôn, tới chữ đó là tự nhiên bạn không có làm sai được. Alright, so e chữ n này, chữ n có chân tức là phát âm chữ n hang. Yeah, so hang. Đó là cái kiểu của anh đọc như hang, an, e tròn miệng, an. Hang. Hang. Yeah. Hang. 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 Yes. So, thầy không biết tại sao từ nhỏ lớn học tiếng Anh thầy không phân biệt đọc miệng gì cả. Nhưng mà mỗi lần cứ phát âm ra thì nó lại có cái hơi hơi giống Mỹ. Cho nên không biết. Người ta nói thầy cũng không biết là thầy có cái hơi giống Mỹ. Tức là cái cách phát âm của giống giọng của Mỹ thôi. Còn anh thì nghe hơi khác khác hơn chứ không? Hàng. À, hàng. Cho nên là hàng. Hàng. Tức là anh nó tròn mở to miệng hơn. Hàng. Yes. Đó. Còn Mỹ thì ít to hơn xíu. Thì nó là như vậy. Hàng. Hôm nay thôi. Alright. So. Vậy thì khi bạn học được cái từ đó. Bạn tra đây nè. Đồng thời nó có rất là nhiều câu ví dụ để chúng ta học được. A very a heavy gold necklace hung around her neck. Hang, quá khứ của nó là hung. Hang, hung, hung. Anh bây giờ một cái necklace là cái gì nhỉ? Yeah, cái vòng cổ bằng vàng rất là nặng. A heavy gold necklace hung around her neck. Một cái chuyện gỗ rất là vòng cổ rất là nặng bằng vàng thì đeo vòng quanh cổ của ta. Ở Việt Nam thì giật cái xích cái cổ luôn. Party decoration hung down from the ceiling. Những cái vật trang trí cho bữa tiệc thì được treo thả lỏng xuống. Đó. Hang down tức là treo, một cái từ có nghĩa đó, rất là nhiều cái hung in, hang down, hang in, phải up nữa, nó học thêm luôn cái đó khi bạn tra như vậy. Rồi bạn ghi từ rất là nhiều đúng không? Vậy thì về nhà bạn chỉ cần tập đi đọc lại đánh vần cái chữ đó. Ví dụ như có cái chữ nào mới, bạn thấy ví dụ cho mình có cái chữ toast là mới. Toast là cái gì ta? Cái tra thì bị xong rồi, đọc bên xong rồi. Yeah. Nhưng mà bạn quên đến còn. Hoặc là bạn ghi khí thế luôn, ghi hết từ đấy để dùng. Lấy từ khác ghi hết luôn. Nhưng mà xin thưa nó không có tác dụng, nó học 3 ngày quên mất. Nhưng mà lại cái động tác là toast. T-O-A-S-T. Toast. T-O-A-S-T. Toast. I have toast for breakfast every day. Ví dụ, đưa câu luôn. Bạn làm chừng 5 lần, tự nhiên cái câu nào cũng cái chữ nó nằm trong này luôn. Và bạn làm thường xuyên như vậy thì từ vựng của nó tăng dần theo hướng này và khi cần đặt bút xuống viết được. Tại vì khi bạn đánh vần chính là cái lúc mà bạn nhét những cái ký tự nó theo hướng tự càng viết được.
Đây là một từ có một âm tiết thôi. Nếu như từ có hai âm tiết đó làm gì? Đánh vần theo âm tiết. Break, V-R-E-A-K, fast, F-A-S-T, break, fast. V-R-E-A-K, break, F-A-S-T, fast, breakfast, breakfast. I don't like having breakfast in the morning. Không có tình trạng. Không có sáng có tình trạng. Okay. Or I have a noodle for breakfast. Tôi ăn mì cho. Tôi ăn sáng với mì. Hủ tiếu bị đồ bị đỏ chẳng hạn. Alright. Sao bạn dùng cái chữ đó? Bạn đánh vần, bạn đọc nó lên, bạn đưa vào câu mà làm đi là bao nhiêu năm rồi. Và nó bằng nhiêu năm là coi như nó hầu như nó muốn cho máy của mình. Không cần với việc rất là nhiều đâu. Bạn làm cái động tác này vừa tiết kiệm thời gian này, vừa hiệu quả, nhớ lâu. Ok, so practice cái hướng đó để các bạn có thể ôn được từ vựng của mình. Now, let's look at this. Nhưng mà đến bài của mình, đó là cái skills and job references. Nó nói về cái job của mình, xem mình làm cái gì ở đây làm việc. Nhưng mà khởi đầu thì thông thường, nếu như người ta hỏi bạn ở nơi làm việc của mình, họ sẽ phỏng vấn mình hỏi những câu này. Skills tức là gì nhỉ? What does it mean here, skills? Kỹ năng gì? Kỹ năng, cái khả năng là job references. Công việc những cái điều mà liên quan đến công việc, những cái gợi ý mà có liên quan đến cái việc làm của mình. Khi người ta hỏi, are you good at communicating with people? What does it mean? Bạn có giỏi giao tiếp với mọi người không? Yes, that's right. Bạn có khả năng giao tiếp với mọi người không? Bạn mình dịch trắng có thể nghe bạn có giỏi không? Thật ra bạn có thể giao tiếp tốt với mọi người không? Hay là gặp một người lạ là đứng cái rung không ổn nói được gì? Yes, có nhiều người như vậy. Thì nếu mà làm nhân viên bán hàng thì no way. Gặp người lạ cái là không dám nói gì hết. Ngồi nghe người ta nói không. Thì bán cho ai? Người ta dụ bán lại cho mình. Okay. And are you good at remembering names? Bạn có khả năng nhớ tên của người ta không? Có những người rất giỏi về cái mạng này. Chỉ gặp bạn lần là sao gọi tên, dù rất lâu không gặp lại vẫn nhớ tên. Nhưng có người thì nhớ cái mặt mà thấy bạn quen quen, em nhớ tên gì? Cái đó là những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng người. Những người mà làm việc với số thì rất giỏi nhớ tên. Nếu số bất kỳ đi trèo cũng đó. Những người mà không giỏi làm việc với số thì chỉ nhớ cái mặt thôi. Đó là những cái nghiên cứu mà ta đưa ra. Đó là có thực tế. Tại vì trên mình khi mình dạy học ở trên lớp và rất nhiều những trường hợp xảy ra. Nó trở thành một cái experience luôn của mình rồi. Are you good at solving problems? Solving? Làm từ solve là giải quyết, thì solving là mình phải problem. Xử lý những rắc rối, hoặc bạn có giỏi, bạn có lanh lẹ, bạn có tốt, và bạn có gọi là có điểm mạnh trong việc là xử lý những tình huống không? Những cái trở ngại không? Yes, solving problems. Are you good at making decisions quickly? Yes. Có người đến 1, 2, 3 tính toán, ok, chẳng, quyết định liền. Có người cho tôi nghĩ lại, nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xuôi, được tính hoài. Thôi, chưa biết nữa, để coi lại. Thôi những người đó là không nên làm việc chung. Tại vì sao các bạn? Họ cứ định đo hoài, họ cũng quản tới đâu với mình các bạn. Nà, đó là một cái kinh nghiệm mà khi bạn thấy, bạn gặp phải những người như vậy. Đây là khi đi học hoặc đi phỏng vấn, thì bạn được hỏi những câu hỏi này. Nó có giúp tích cho cái người tuyển dụng trong công việc của họ hay không? Khi họ bạn nói, well, yes, I think so, thì phải chứng minh được. Đó, chứng minh được. Thì cũng là những cái này, nhưng mà nó giúp bạn trong công việc khi bạn muốn làm hợp tác vai đó, nhưng bạn hỏi ý kiến của họ, bạn tư vấn họ, thấy họ cái điểm đo thì trong những cái trường hợp này bạn phải dùng. Hay bạn biết tính của người đó như vậy thì thôi, xin thưa, đừng có hợp tác. Bạn mất năm này qua năm kia để thảo luận, nhưng mà no result. Không có kết quả. No final results. Are you good at meeting deadlines? Deadlines, what does it mean? Là cái gì ạ? Dead là chết. Lines là đường chết. Nhưng mà deadlines là...
cái hạn chót cái mục tiêu để hoàn thành một cái gì đó. Bạn có hoàn thành công việc của mình đúng hạn không? Hay là xếp vào cho em thêm 3 ngày nữa, xếp vào cho em nửa tháng nữa thì dự án này vừa của anh vẫn làm chuyện gì? Anh vừa mất đi họp với bạn kiểu nào? Miếng deadline. So, vậy thì với cái câu mà are you good at, bạn có giỏi về cái gì hay không, bạn sử dụng ra. Vậy thì nếu như bạn muốn biết ai đó có thể sử dụng tốt computer or not, how do we ask? Hỏi thế nào rồi? Are you good at? Good at cái gì đó? Bạn muốn biết người ta có sử dụng được computer tốt hay không, mà tính tốt hay không? Are you good at? How to use computer? Tôi đã thấy dục luôn. Alright. Good at using computers. Chứ không có how to, đây là good at, không có how to. Khi bạn nói, bạn hỏi mà được cái how to. Do you know how to use computer? Okay, lúc đó mới dùng how to. Bạn muốn hỏi xem người đó có giỏi dùng internet không? Are you good at using internet too? Nothing different. Using internet. Bình thường. Không có search, không có gì hết. Cái đó là search, là quý vị tìm kiếm trên mạng thôi. That search cũng vậy thôi. Bạn sử dụng internet có nhiều cái tình huống khác nhau. Nói chung là chữ use được thay thế là có hết. Sau bạn nói là gì? Nếu bạn nói search internet thì là lướt web thôi. Ai cũng lướt được hết, có gì đâu giỏi. Mở web lên xem thôi đúng không? Nhưng mà ở trường hợp sử dụng thì nó có nhiều mục đích khác nhau. Sau đó là mình sẽ sử dụng ok. Bao nhiêu tiền ạ? Trời con này là có nhận thức ghê. Formal or informal. Cái này là formal for business. Ủa thầy còn motel với motel.
Motel. Motel là nhà nghỉ, motel là khách sạn. Chuẩn khác. Không có sự khác biệt cái xíu, chữ mô là bắt nguồn trong chữ motorbike. Motorbike. Yeah. Thông thường cái motel là dành cho những người mà đi đường xa. Và thường nó nhỏ, nó đơn giản, chứ nó không phải là những cái motel. Còn nhà nghỉ hết. Nhà nghỉ là cái guest house. Guest house. Jobs and career. Sao các bạn hãy về nhà chuẩn bị để trả lời những câu hỏi này. Ví dụ bạn đi phỏng vấn xin việc, hỏi thì trả lời sao? Do you have any special skill? Bạn có cái kỹ năng gì đặc biệt không? Ở trong chỗ tôi là cần phải tính phải có khả năng là nhắm tóc kỹ. Okay, nhắm. Or any experience? Do you have any experience? Yeah, có kinh nghiệm gì không? Experience. Do you have any special certificates or diplomas? Yeah, có chứng chỉ hay cái bằng cấp gì mà đặc biệt không? Diplomas thông thường là nó liên quan đến cao đẳng là gọi diplomas. Nhưng mà khi bạn lên tới đại học thì nó sẽ dùng cái degree. Đó. Còn certificates tiếng Việt cũng như là chứng chỉ thôi. Đây có thể mình phải gọi bằng cao đẳng được. Tại tiếng Việt mình cũng dùng chứng bằng. Có này chứng chỉ nghề. Chứng chỉ những gì ở ngân hàng, courses 3, 6 months. Do you speak any foreign languages? Bạn có nói cái ngoại ngữ nào không? Okay. Tức là khi mà đây là cái câu, ví dụ như mình là ví dụ như người Việt của mình thì là sẽ hỏi thêm đó là ngoài tiếng Anh, bạn có nói thêm ngoại ngữ nào nữa không? For example, có ngoại ngữ nào mà biết được nữa à? Ở Việt Nam không? Kinh ngữ nữa. Thai language. Thai language. Ok, Thai language kiếm tiền kinh lắm nhé. 3.000 đô tháng. Topeka tuyển những cái gọi là Topeka là công ty tiếng Anh mà trên mạng mà nó quảng cáo Facebook bên ngoài đấy. Học ngoại ngữ nước ngoài đó, nó tuyển những cái nhà mà biết tiếng Thái với tiếng Việt. Qua bên kia là 23.000 đô một tháng, qua bên Thái. Biết tiếng Thái thì biết cho nó là nhưng mà tiếng già, nó già cũng có. Bởi vì cả viết lẫn nói, những cái con sâu biết làm sao ai viết nổi. Chỉ những người học chuyên ngành Thái thôi. Hoặc là những người Việt mà giống như học và sinh ra lớn lên ở bên Lào, bên Thái. Rồi họ về đây họ làm việc thì có thể. Mà tiếng Anh giỏi là một, mà tiếng Thái rồi tiếng Việt. Mà đòi phải viết đọc nó như một người ở bên đó thì sorry có 3.000 đô mà đòi quá đời nói thiệt, nó đòi quá cao. Ôi con này mấy con sâu nó dễ bình lắm. Ồ, không phải nhìn nó muốn chết rồi, phải nào nó biết nè. Alright, so do you speak any foreign language? Chứ nhìn con nào là foreign. Yes, foreign languages. Okay, do you like traveling? Thích du lịch không á? Nhưng mà không có time để đi. Yes, nhưng mà no time. Yes, no money. Do you like commuting? Commuting khác với communicating. Do you like commuting? Yeah, good question. Có ai hiểu được chữ này không? Em biết. Cái đó là commuting giống như là đi lại giữa nơi này đến nơi kia bằng xe máy, xe ô tô đấy. Bằng cái phương tiện giao thông công cộng. Ok. Ví dụ như là cứ sáng mà thức dậy ra tới cửa là ngay cửa mình có xe buýt đó, mình đi làm tới khu công nghiệp gì đó. Ta xuống chiều lại ra đến xe buýt. Giống như xe buýt công nhân viên. Cũng không hẳn đó là phương tiện giao thông công cộng, thì nhân viên đó phải là công cộng của công ty mình đón được. Thì đó cũng có thể dùng cái commuting.
Nhưng mà thông thường chứ không biết nó dùng cho những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Sau này ở Sài Gòn có này. Ở quê mình chắc không có hy vọng. Và còn đời con cháu của mình một hai thế hệ nữa có lại đó được. Nhưng mà bây giờ thì mình không có hy vọng nên là Sài Gòn rất là có cái đường tàu luôn gì đó. Ở bạn nghe Nhật chưa thấy. Dạ, là sao? Thì cái đó chính là tức là ví dụ như có những người ở gần đó họ đi bộ ra bến tàu và leo tàu đi làm. Ra Bình Dương ra chỗ nào mà gần đó họ đi làm thì chiều họ bắt họ về. Đó thì cái phần như thế. Do you like working in the evening? No. Alright, so commuting, có người thích, có người không thích. Có người bảo là lên phải mua vé rồi ngồi rồi chờ. Còn tôi có xe leo đạp cái tới nơi luôn, không có gì hết. Mà thông thường thì cái phương tiện này đi có lúc nó nhanh hơn. Nhưng mà hiện nay thì nó sùa. Nó sùa nó nhanh hơn hả? Không biết, bây giờ chưa biết được. Không, cái xe bus thì không không nhanh được rồi. Nhưng mà cái xe này nằm trên trời nó cứ bắt trớn mà nó lên nó chạy thôi. Cái điểm nhanh là sau này có đi. Nhưng mà hồi hộp lắm, mình không biết mình có dám đi không. Mấy chả có mua mấy cái đầu tàu Trung Quốc có 2-3 ngàn đô một cái toa tàu. Nó hư cái đầm trầm ở dưới nó lật ngang cái lên đường không biết khi nào đây. Đó là thôi. Thật ra những cái đường không biết đường tàu nó thiết kế thế nào. Ở bên Mã Lai vậy, cái đường tàu thì nó đi nhưng mà cái bánh xe nó có hai loại, có loại monorail thì nó chỉ có một cái đường chính giữa, đó là tàu điện. Một cái rail chính giữa nó giống như cái tàu rất là to nhưng mà nó kẹp trong bánh xe nó chạy đường này đó. Còn có khi thì có hai đường rail giống xe lửa. Mà cái đó là nó nhờ 500 điện thích và nó chạy. Còn của mình nó cúp điện nó lật ngang cái ông nội chết. Và đặc biệt là các bác tại vì cứ lấy tiền bỏ túi trong không mà chứ đâu phải là an toàn để chi nữa cái nên cái này là vậy. Ăn không tiền lo cũng trục sụt ông này ông kia nhưng mà trong đó vẫn còn cho nên là thôi không đáng tin. Cho nên là nếu mà yêu đời thật sự muốn sống tới 80 thì đừng biết. Không đi thẹo thì đi quan quá thẹo ơi. Không cái chỗ như vậy thôi thẹo ơi. Không có xu nó dính ngay trên trời. Tại vì cái đoạn, có những đoạn nó nằm ngay trên trời đâu có chỗ nào bút xuống đất được đâu. Mà sao vậy? Thì nằm nó chờ, đoạn nó sửa. Cứu hộ. Cứu hộ đến nhé. Ở Việt Nam mình cứu hộ gọi cho 3 ngày sau mới đến. Cho nên là cứ ở nó chờ đi. Nó thật sự vi quan là cái môi trường của mình thì đã như vậy. Mình vi quan. Mắc xe họ nửa tình họ xuống đấy. Biết cái điện tâm hồn của mình cũng đã xong hết. Nói chung là muốn phát triển cho người ta. Cái làm có cái kiểu mình biết corruption của mình chứ không lộ mình nó nhiều quá, cái tệ nạn nó nhiều quá nhưng nó không an toàn. Cái cầu Rạch Miễu không biết chừng nào là nó sẽ gió đưa nó nằm ngang thì chưa biết chắc 10 năm trong vòng 10 năm. Cái cầu người ta phải 50 năm cũng như cầu mình 10 năm nó đai. Tại vì lúc mà làm nó là cái đại đạn mà cắt sắt dưới nước của bắn đạn không sung mà. Thậm chí là làm những cái cắt sắt để đi bán thì mới nghĩ làm sao nó an toàn được trong một thời giới hạn nào đó nó sẽ chịu được. Nhưng mà lâu ngày cái tuổi thọ nó sống dài bằng cái cầu người ta. Mình sống cái gì nữa. Có một cái trường hợp là gì? Cái cầu đó mà nó có là pháp xây. Thì mình tình cờ mình nghe một ông anh kể là cái cầu đó là thời gian thì 60 năm thì 50 năm gì đó. Thì cái ngày mà cái cầu anh còn một tháng nữa là cầu sẽ sập. Thì tự nhiên cái quyền chính quyền địa phương nó mới nhận được lá thư của bên Pháp gửi về thông báo cầu đó tên đó để nó thì nó biết cái cầu cái gì nó tới hạn rồi đó là chẳng như một là mấy anh sẽ rào bỏ Sài Gòn mới để chuyển hướng trở thành và bọn cầu vẫn tốt bình thường vẫn lưu thông nhưng mà nó đã đến hạn rồi nó sẽ sập nó hư cho là có thư nhận từ Pháp về mấy anh thì để nó là một tháng nữa hết hạn thực sự cái cầu đó người ta còn đi được 2-3 tháng sau mới có tai nạn xảy ra tức là thông thường như là cái cầu đó đang chắc là có tụng nhiều thành cầu nó còn cứng nhưng khi nó tới tuổi thì chỉ cần mà xe va chạm là xe bay xong luôn cái cầu không chặn lại được nó mục sắt bên trong nó tới cái mức độ như vậy luôn không an toàn tức là sao mà cuối cùng mình đi bị tai nạn rồi biết là thấy mấy cái đêm đó thư nghiên cứu coi lại là sao phát của cái đó thư
thì cái bể ra, ví dụ là nó thông báo trong cái cầu đó, bây giờ cầu tai nạn rồi nghi mấy ông ở mấy cũng nghĩ tới cái thơ nó gửi tháng mấy tháng trước đó, nghi ngờ là nó báo tháng của sao cái ngày đó tôi đến với cái ngày mà ở kia của trong một tháng nữa tôi đúng không và làm việc có trách nhiệm như vậy. Đó là ở trên Sài Gòn được rồi, có cái vụ nhưng mà đặt cái cầu gì đó ở phải không Long An không mà bao nhiêu công ty thầu thầu nó làm không nổ đặt không nổ chưa tới tuổi nổ mà nổ không được ừ. Trong khi đó ở đây lấy cuốn rồi là rớt đi rồi ok sau so, rồi là mình practice cái này tí xíu là nó đọc lại những câu này rồi các bạn sẽ về nhà chuẩn bị là hôm sau thay vì bây giờ mà mình nói chuyện đầu giờ đó nhưng hôm nay mình làm cái bài của cô với cái cô đó thì bây giờ hôm nay mình sẽ practice cái chỗ này ví dụ bạn nói là are you good at community with people bạn sẽ trả lời well I think I'm not really good at communicating with people because when I meet strangers là I'm not confident to talk to them to him or to her. Từ cái này anh Trang là phải mở phải từ điển này rồi đây chưa làm gì lắm mới ra được những cái này người lạ là gì strangers rồi nhớ tên bạn hãy nhớ lại xem trong những trường hợp mà bạn hãy nhớ tên của người bạn gặp một lần hai lần bạn nhớ tên thì nó hay không thì mình sẽ nó mình giải thích ra những cái cơ bản đúng sau từng câu một rồi các bạn sẽ thực tập đọc lại với những câu này nhé. Are you good at communicating with people? Are you good at remembering names? Are you good at remembering names? Are you good at solving problems? Are you good at solving problems? Are you good at making decisions quickly? Are you good at making decisions quickly? Are you good at meeting deadlines? Are you at meeting deadlines? Deadlines. 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 Okay, yep. So, bạn thấy gì? Tất cả các câu này lên dòng ở cuối. Đây đọc dạng yes, no, question. So, do you have any special skill? Do you have any special skills? Do you have any experience? Do you have any experience? Do you have any special certificates or diplomas? Do you have any special certificates or diplomas? Certificates. Certificates. Diplomas. Diplomas. Do you have any special certificates or diplomas? Do you have any special certificates or diplomas? All right, good. Thầy cố gắng nghe các bạn đọc, dù không theo kịp mọi người, mình vẫn nhịp nhàng từ từ, mình nghe cho nó đoạn vàng luôn mà đọc đúng được. À, có nhiều bạn thấy tại vì thiếu cho mình luôn gỗ đi theo mà nghe không nghe được đâu. Dạ, cho nên mình tập theo cái hướng đó luôn. Lỡ không kịp bạn cứ đọc bình thường thì những câu của mình sẽ chờ được. Do you speak any foreign languages? Do you speak any foreign languages? Yes, one more time. Do you have any special skill? Do you have any special skill? Do you have any experience? Do you have any experience? Experience. Okay. Do you have any special certificates or diplomas? Do you have any special certificates or diplomas? Do you have? Do you speak any foreign languages? Alright, yes. Now, do you, back over easy, do you like traveling? Do you like traveling? Do you like commuting? Do you like commuting? Do you work in, do you like working in, working evening? Do you like working evenings? Do you like working evenings? All right, now one more time up here. Are you good at communicating with people? Are you good at communicating with people? Are you good at remembering names? Are you good at remembering names? Are you good at solving problems?
Are you good at solving problems? Are you good at making decisions quickly? Are you good at making decisions quickly? Are you good at meeting deadlines? Are you good at meeting deadlines? Meeting. 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 Yeah, meeting. Meeting. Okay, good. Do you have any special skill? Do you have any special skill? Skill, 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 yeah. Okay. Do you have any experience? Do you have any experience? Do you have any special certificates or diplomas? Do you have any special certificates or diplomas? Do you speak any foreign languages? Do you speak any foreign languages? Foreign. 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 Yeah, or foreign languages. Foreign languages. Do you like traveling? Do you like traveling? Do you like commuting? Do you like commuting? Do you like working evenings? Do you like working evenings? Yeah, mình tập như vậy. Tới những câu yes no có tự nhiên bằng một thói quen của mình rồi. Are you a student? Are you a teacher? Are you an accountant? I'm the one of accountant, student, teacher. Nhưng mà khi bạn đặt câu hỏi tự nhiên trong cuối đó là dòng. Tức là cái do cái dạng yes no question. Câu hỏi mình yes no, nó giúp cho bạn lên dòng. Vậy thì có tổng cộng bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có 12 câu. Nhưng mà khi thầy hỏi các bạn thì bạn phải giải thích, cho nên thầy chọn một số nào để hỏi. Câu có hết 12 câu cho một người. Bạn về nhà bạn nói rằng, ví dụ như Are you good at? Bạn chuẩn bị thế nào? Bạn chuẩn bị bằng cách là bạn ghi ra Are you good at communicating with people? Một câu hỏi. Hỏi là bạn cho trả lời. Ví dụ bạn ghi câu ra cái đòi hỏi để mình có sự chuẩn bị. Anh khi để hỏi là bạn chỉ cần nhớ lại mà bạn nói chứ không có nhìn bộ đọc luôn. Lấy dùng tờ giấy gợi ý cho mình, nhưng mà bạn sẽ chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn, bởi vì nó cần có sự đầu tư mới trả lời được. Không, nếu mà mình tự nghĩ ra thì gọi là một người giỏi sẵn rồi, sẵn rồi thì họ suy nghĩ và nói liền được. Nhưng mà mình chưa đủ vốn từ này, chưa đủ cái skill, cho nên cần phải get ready. Alright. So, bữa đầu tiên thì chúng ta làm cái việc, bữa sau chúng ta làm cái đó. And tiếp theo thì các bạn sẽ đi đến nghiên cứu cái nội dung của cái phần trong bài của mình luôn. Thì các bạn trong nhóm mình có rồi. Thầy chưa có bơm mực được, chứ không có in ra các bạn chịu khó. Hẹn hoài. Thầy nguyên cái bài mình đao về là in ra hết luôn thầy? Được, bạn in ra được. Mình đao về bạn in ra được hết. Tại vì thầy... Không, ý em là in ra hết. Không cần thiết đâu, bạn chọn những cái nào cần mà in thôi. Cái nào bài học của mình tiếp theo thì em thôi. Còn có nhiệm vụ của thầy là phải in cái bài này lại cho các bạn. Hả? So, mấy thầy có rồi hả? Yes. Ok, good. Tự sự. Alright, so mình sẽ cũng nghiên cứu đến cái job như thế này. Thì trong cái job thì bạn có thể nói liên quan đến experience, liên quan đến special skill của bạn. Nhiều cái này cho bạn nói. Thì những cái câu kia là gợi ý để dẫn đến cái này cho bạn chuẩn bị. Alright, so goodbye and see you again on Tuesday.